xin cái phong nằm rồi em qua mẫu nha chị ơi. Đó, qua mẫu đầm này luôn nha. Giá đầm này 170 giùm em nha mấy chị. Đó, giá đầm này 170 giùm em nha. Em qua mẫu nha mấy chị ơi. Đó, em qua mẫu xong nha. Đây em thử cái này cho mấy chị xem nha. Qua đầm này nha mấy chị. Đây nha mấy chị ơi, đầm này nó có hai cái áo lận. Bận hơi lâu chút xíu, chờ em nha. Đó, muốn hàng đẹp là phải chờ đợi nha mấy chị. Cái này nha ha. Chị cầm tay loe rút chân váy màu đen nhũ còn. Chị cầm tay loe rút chân nhũ chân váy à nhũ. Để cào cái chị mẫn. Chị chụp mấy chị ơi, mấy chị mua đầm nào hoặc là cái nào à? Em không có like á. Đó mấy chị cứ chụp màn hình gửi qua inbox giùm em nha. Sẽ có bạn soạn hàng cho mấy chế nha. Đó, sẽ có bạn soạn hàng cho mấy chị. Đó cho em like mấy cái đầm này mà mấy chị hỏi đầm khác là em không biết được, em trả lời cho mấy chế luôn nha. Đó. Em like đầm này mà mấy chị hỏi đầm khác là em không biết được trả lời cho mấy chị nha mấy chị. Rồi đầm này quá đẹp luôn, sắc. Đầm này cưng rồi mấy chế. Đầm này đẹp. Dạ có, mấy chị có gì coi là chim của em đi. Có đầm 70kg là diện nằm xuông nha mấy chị. Đó, diện nằm xuông xuông á. Đầm xuông xuông là có cỡ 70kg. Cái đầm em mặc là 2 kiểu luôn. Thích mặc 2 dây, không thích thì còn áo luôn. Còn áo thì là sao? Là áo lên mặc đó. Còn không thấy này làm 2 dây luôn. Ừ. Có bọt hay sao? Không thấy lại chứ. Rồi đây đầm này giùm em. Đầm này giá là 300 nha mấy chế. Rồi lấy đầm này comment đầm này giùm em nha. Ồ đầm này là khoảng 50kg vừa giùm em nha mấy chế ơi. Đó đầm này 50kg vừa giùm em cái đầm này. Cho mấy chị coi cái phom đầm này. Xuất sắc chưa mấy chị ơi. Cái sơ phom đầm quá đẹp luôn. Thích thì hốt liền nha cái đầm này nha mấy chị ơi. Đó. Đầm này đẹp, rất là đẹp luôn nha. 50kg đô đây vừa giùm em cái đầm này nha mấy chị ơi. Đó. 50kg chỗ lại vừa giùm em cái đầm này nha mấy chị. Thích thì hốt liền. Áo nó có cái áo ghen ở ngoài à. Đó. Đầm này giá là 330 giùm em nhớ chưa? Đó 330 em mới lấy lộn. Đầm này giá là 330 giùm em nha. Đó. 50kg cho lại vừa nha mấy chị. Nè. Áo cái áo này nè mấy chị, nó gời nha. Đó. Cái áo ghen, áo cáo này là nó gời ở ngoài đó mấy chị, chồng cáo này vô. Xong cái chị bận cái đầm này vô. Đó rất là đẹp luôn ha. Đó em bận cho chị xem cái kiểu thôi. Chứ em không có thể nào mà em bận cho nó hoành tráng được nha mấy chị. Đó em bận cho chị coi cái kiểu thôi. Mấy chị về mấy chị phối lại là ok nha. Em bận cho chị coi cái kiểu thôi. Không có thể nào bận cho nó hoành tráng được. Thật sự nha. Đó bận cho nó. Bận cho chị chấm chị coi cái form á mấy chị. Đó để cho mấy chị dễ mua. Cho mấy chị dễ mua và dễ lựa chọn nha. Rồi đầm này giá là 330 giùm em. Đó lấy thì comment giùm em nha mấy chị. Đầm 330 là em biết rồi nha. Đó lấy thì comment giùm em là đầm 330 là em đã biết rồi nha. Rồi em qua mẫu nha chị ơi. Đó cho em chị coi cái form đầm lại rồi qua mẫu nha. Rồi 330 giùm em cái đầm này nha. Đó cho em chị coi cái form và qua mẫu nha mấy chị ơi. Đó qua mẫu đầm luôn nha mấy chị ơi. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Rồi em qua đầm suông cho mấy chị nha. Em qua đầm suông cho mấy chị nha. Đó em qua đầm suông cho mấy chị nha mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị. Đầm suông chân đơn giản nha mấy chị ơi. Rồi đầm này sale cho mấy chị nha. Rồi sale đầm này cho mấy chị nè. Giá là 200. Đầm này là suông đơn giản. Đó đầm này chắc có khoảng 50, 52, 55kg vừa thôi. Tay đêm. Cái này còn cái đỏ.
Đây là mấy chị. Đó, đầm mày 200 giùm em nha. Trời đẹp quá nè. Xuất sắc. Đầm mày 55kg vừa nha mấy chị. 200 giùm em. Đầm mày giá 200, 55kg đô la vừa giùm em. Cái thì comment giùm em đầm nha, đầm suông. Đó, đầm suông 200. Dễ thương quá nè mấy chị ơi. Quá đẹp cái đầm suông nha. Đầm suông 200 giùm em. Màu đen duy nhất. Màu đen mà giùm em nha mấy chị. Đó, màu đen giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi lấy thì comment giùm em là đầm suông. Đầm suông 200 nha mấy chị ơi. Đó, dễ thương quá nè. 330. Đó, đầm này là giá là 200 giùm em nha. Em qua mẫu nha. Đó, cho mấy chị coi cái form lại nha. Em cho mấy chị coi cái form lại rồi em qua mẫu nha. Thích thì bình luận liền cho em là đầm suông. Đầm suông 200 nha mấy chị ơi. Đầm suông 200. Rồi qua mẫu luôn nha mấy chị. Đó, qua mẫu đồ luôn nha. Qua mẫu đồ này luôn nha. Thích thì bình luận liền giùm em nha mấy chị. Rồi em qua mẫu luôn nè. Cảm ơn chị Diêm Viên nha. Cảm ơn chế nha chế. Rồi em qua làm này cho mấy chị nha. Mấy chị nào lấy làm xuông đang bận thì comment là làm xuông là biết rồi nha mấy chị. Đó, lấy làm xuông đang bận comment làm xuông là biết rồi nha. Đây để em kiếm mấy cái dùng mấy cái set cho em like cho mấy chế. Dạ, dạ chế ơi. Chế ơi, giờ ngày hàng hôm qua là mấy chị mấy bạn kia gọi là hết rồi nha chế. Có ngày hôm qua hàng đó là mấy bạn gọi thôi, chốt hết rồi nha chế. Không có cái không có nhiều khi mấy bạn gọi mà chế không hay á chế. Đó, có gì chứ coi điện thoại lại giùm em nha. Đó, có gì chứ coi điện thoại lại giùm em nha. Em sợ nhiều khi mấy bạn gọi mà chế không hay á. Ok. Rồi em qua zoom này cho mấy chế nè. Rồi zoom này dưới luôn nè. Zoom này xe cho mấy chế nha. Rồi zoom này xe cho mấy chế 170 nha mấy chế. Dân này sẽ chấm cái 170 nha. Dân này đẹp quá mấy chế. Đầm này là khoảng, cái dân này khoảng 52-53kg vừa nha mấy chế. Đó, 52-53kg vừa giùm em cái dân này. Đẹp. Xuất sắc luôn. Kèm giống chị sợi dây cọp đây nè. Đây cái dân này 170 giùm em nha. 52-53kg vừa. Còn lại em qua mẫu nha chị ơi. Trời ơi, đẹp quá à. Sắc. Lấy thì comment giùm em cái giùm. Đó, giùm 170 giùm em nha. Đó rồi, lấy giùm thì comment giùm. Giùm 170, rồi qua mẫu nha mấy chị ơi. Đó, giùm 170 giùm em. 52-53 cái vừa, quá đẹp luôn. Rồi xuất sắc. Giùm này nè, quá đẹp luôn. Rồi lấy giùm thì comment giùm. Giùm 170 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu nha. Đó, em cho mấy chị coi cái form nè. Thích thì mình nhận liền giùm em. Giùm 170 nha mấy chứ. Đó, giùm 170 giùm em. Rồi em qua mẫu luôn nha. Em cho mấy chị có cái form á, qua mẫu luôn nha. Livestream hồng hà đi chế. Mấy chị cứ coi việc coi livestream của em đi mấy chế ơi. Em sẽ lên từ từ ổn cho mấy chị coi. Rồi em còn bạn nhất nha mấy chị ơi. Đó còn bạn nhất. Em share cho mấy chị zoom này 170 nha. Đó, em share cho mấy chị zoom này 170. Mấy chị có gì coi livestream của em đi. Hôm nay là em xem và em like hết tất cả. Tất cả hàng mà em có tại shop em luôn nha. Đó, hàng cao cấp, tất cả hàng cao cấp mà có tại shop em luôn nha. Rồi em qua mẫu cho mấy chế nha. Rồi qua đầm Messi này luôn nha mấy chị. Qua đầm Messi này cho mấy chị luôn nha. Rồi em qua cái Messi này cho mấy chị nha.
đẹp lắm, chị hút tiên này đẹp mà chị thương lắm luôn. Hút tiên là đầm bầu bì đồ bông chen được nha mấy chát. Đó, hút tiên là bầu bì bông chen nhẵn được luôn nha. Trời ơi, vậy cái này bao nhiêu tiếng được? Rất là cưng nha mấy chị, có xuất sắc luôn. Để em coi giá không nha. Đầm này có 3 màu nha mấy chị ơi, đầm này có 3 màu. Trắng, đen và đỏ nha mấy chị. Coi đầm này sale giống chị giá 1.8 luôn, hốt liền giùm em. Sale giống chị giá 1.8 nha. Đó, lấy thì comment giùm em 1.8. Trời dữ thương mấy chị. Quá đẹp luôn, messy nè. Đó, messy này bầu bì bằng bóng được nha. Bầu bì bông chen bóng được luôn nha mấy chị ơi. Đó, bầu bì bông chen bóng được luôn nha.